Cô xin thông báo kết quả của cuộc bầu cử ngày hôm nay. Lớp trưởng của lớp ta sẽ là bạn Kiều. Dạ, chúng em cũng đồng ý. Đi đâu nói à, đâu mẹ, mẹ hiểu lầm rồi. Sao mẹ lụm dây chai hoài vậy? Sao mẹ không làm chủ tịch cho nhà mình giàu có? Chờ mẹ mừng chủ tịch lâu lắm. Bây giờ con ráng nha, con học cho thiệt giỏi đi. Cái con mừng chủ tịch trước mẹ luôn. Chỉ cần con vui, ba có thể bỏ tiền ra mua cả thế giới này về cho con. Trời ơi, nhỏ gì đâu á mà vừa dốt mà còn hên nữa. Mày mới là quá đáng ấy. Nè, bay mới quá đáng đấy nha. Nói chuyện với em con được rồi, mắc mớ gì ký đậu nhỏ. Mẹ suốt ngày bênh nó thôi. Dằn mâm sáng chế nhà ai vậy? Thằng khỉ kia, đi đâu đó? Con ghét mẹ. Cậu không biết trân trọng gia đình này, không biết yêu thương mẹ này, rồi cũng không biết ân nghề nghiệp của mẹ. Cậu im đi. Ai cho cậu được phép dạy đời tớ? Ông muốn dạy đời hả? Dạy đời không? Sau khi mà con hứa hẹn như vậy rồi, mấy bạn trong lớp con nói làm sao? Mấy bạn không tin con. Các bạn nói là chỉ có mấy đứa xạo mới hứa như thế thôi. Sao bạn con nói mấy câu nghe nặng vậy?